Xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở thị xã Hồng Ngự. Và bây giờ thì mình sẽ chạy một vòng cái khu đô thị mới của thị xã Hồng Ngự để cho các bạn xem rồi ở cái khu vực này nó phát triển như thế nào nha. Ở đây thì thị xã Hồng Ngự có vừa khánh thành bệnh viện quốc tế Thái Hòa, rồi có quảng trường lớn nhất tỉnh Đồng Tháp, rồi có siêu thị Co.opmart, rồi có tòa nhà 11 tầng cũng là tòa nhà cao nhất tỉnh Đồng Tháp, và sắp tới đây thì cũng có thể là có những cái tòa nhà cao tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ chạy một vòng cái khu mới này để cho các bạn xem. Giờ đi theo mình nha. Đây phía trước mặt là phía trước mặt các bạn bên tay phải á, đó là bệnh viện quốc tế Thái Hòa. Bệnh viện này cũng vừa khánh thành thôi đó. Để quay cho các bạn xem nè, đó Thái Hòa. Mình quay bằng điện thoại nên cái phần mềm mà chống rung của điện thoại đó nó không có được như mấy cái thiết bị mà chống rung khác, nên các bạn thông cảm. Đó, đây đường phố của Hồng Ngự như thế này. Đó, bên tay trái là có cái tòa nhà gọi là Sky Hotel á. Sky Hotel là nó là cái khách sạn, nhưng mà ở trên sân thượng thì có quán cà phê. Quán cà phê đó thì khi mà lên đó uống cà phê thì các bạn có thể là nhìn toàn cảnh thị xã Hồng Ngự luôn. Trời quang mây tạnh thì các bạn có thể nhìn thấy tới vùng Thất Sơn Bảy Núi, là núi Ông Cấm á, núi Ông Cấm, núi Ông Cát rồi đó, là chúng ta sẽ nhìn thấy tới núi đó luôn đó. Đó, thị xã Hồng Ngự ngày nay là như vậy đó. Như mình sẽ quẹo lại đây, lát nữa mình chạy cái đường này. Cái đường này là rất là rộng luôn, đường này rộng lắm, đường này không biết mấy lần xe nữa. Ở cơ bên này là 1 2 3 4, bên mình chạy là 4 lần xe, rồi bên kia 4 lần xe nữa là 8 lần xe đó. Bên tay phải là bến xe tạm, bến xe khách, bến xe tạm của thị xã. Đây. Là bến xe tạm của thị xã. Đây, đường này hồi nãy là mình đó, bây giờ là mình quay lại đó, đường rộng thênh thang vậy đó. Thì nghe nói đâu là 30 tháng 4 hoặc là cuối năm nay thì có thể là thị xã Hồng Ngự sẽ là thành phố thứ 3 của tỉnh Đồng Tháp. Bởi vì thị xã Hồng Ngự đã đạt tiêu chí là đô thị loại 3. Đó là một trong những cái tiêu chí mà để quyết định nâng cấp từ thị xã lên thành phố. Và thị xã Hồng Ngự sẽ nâng cấp từ 2 xã lên phường, đó là xã An Bình A và xã gì nữa ta, An Bình B, xã An Bình A và xã An Bình B phải đó. Mình cũng lấy thông tin từ những báo chí ở trong tỉnh thôi. Đấy. Giờ này là buổi trưa nên đường xá thì cũng khá là vắng.
Bên tay trái chúng ta là mặt tiền của cái quảng trường chỗ Nguyễn Giáp đó, bên tay trái đây. Cái đường này là cái đường mà đi, nếu mà các bạn đi thẳng đường này hoài á, là đi lên Tân Châu, đi Châu Đốc, đi đi miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đó, Tân Châu, Châu Đốc, rồi đi thẳng lên đó nữa là chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, rồi đi Hà Tiên, là đi đường này. Đa số là người ta đi 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 Châu Đốc, Hà Tiên là ta đi đường này không à. Từ Sài Gòn về đó rất là gần luôn. Nếu mà tính Sài Gòn về tới Hồng Ngự này, đi đường trong này thì chỉ có 170 km. Còn mà các bạn đi đi đường ngoài quốc lộ thì nó tầm khoảng là 220-230 cây số á, nên rất là xa. Ta đi đường này ít xe, đường hơi nhỏ một xíu nhưng mà ít xe, dễ chạy. Đường này là đường Nguyễn Huệ. Nếu mà chúng ta đi ngược về phía sau lưng là chúng ta đi vô huyện Tân Hồng. Huyện Tân Hồng thì có cửa khẩu quốc tế Vinh Bà. Cửa khẩu Vinh Bà là một trong hai cửa khẩu lớn của tỉnh Đồng Tháp, cùng với cửa khẩu Thường Phước của huyện Hồng Ngự. Từ thị xã Hồng Ngự mà nếu mà chúng ta đi đường bộ, đi đường chim bay á, là đến biên giới Campuchia rất là gần, chỉ khoảng chừng 5 km đảo lại thôi, đi đường chim bay á. Còn nếu mà chúng ta đi đường đường nhựa như thế này á, đường lộ như thế này á, thì nó hơi xa chút xíu, hay đi hơi lòng vòng. Và cái khu vực ở Hồng Ngự này gọi là khu vực biên giới đó. Giờ tới đèn đỏ nè, mình sẽ dừng lại và mình sẽ quẹo trái đi đường Hùng Vương. Đường Hùng Vương là một trong những đường mà mua bán sầm uất nhất ở thị xã Hồng Ngự này đó. Hôm nay mình quay để cho các bạn xem, những bạn ở xa quê hương đó, lâu lâu mới có dịp về Hồng Ngự đó, thì các bạn xem cái này cho đỡ ghiền nha. Đó, Hồng Ngự ngày nay là như thế, một đô thị vùng biên phát triển rất là mạnh. Và để về Hồng Ngự thì có những đặc sản như mùa này không có nước phải không, nhưng mà vẫn có đặc sản như là các bạn ăn ăn cái gì ta, bún, ăn bún cá đó. Đây, mình sẽ rẽ trái, mình rẽ trái đi vô chợ nè. Đây, mình rẽ trái vô chợ. Đây là tượng đài ba con cá. Cá này là cá tra. Cá tra là Hồng Ngự là thủ phủ của con cá tra nha. Đây, Hồng Ngự là thủ phủ của con cá tra. Đây là trước cửa chợ Hồng Ngự luôn. Đây là chợ Hồng Ngự đây. Đó, chợ Hồng Ngự đó. Chạy bên hông chào Ngự nè, xong rồi mình sẽ hoàn tất một vòng, có nghĩa là một vòng là những cái đường mà mua bán hay là những đường chính thôi, còn Hồng Ngự thì rất là nhiều đường. Đây là bên hông chào Hồng Ngự. Cái dãy bên tay phải mình á là chuyên là dãy tiệm vàng đó. Vàng không này không đó. Đây là đường Trần Hưng Đạo.
Lỗ Tân Hồng. Thì mình sẽ đi đi lên cái cầu, mình sẽ đi lên cái cây cầu hồi nãy mà mình giới thiệu các bạn đó. Ở đây có những cái cây mà mọc hoa màu tím đẹp quá, không biết hoa tím này là hoa gì đó. Giờ mình sẽ chạy thẳng vô trong trong Lỗ Tân Hồng, xong mình đi qua cây cầu, cây cầu mà cầu tránh thị xã Hồng Ngự đó. Đâu đây có biệt thự bự quá nè, quẹo trái rồi. Đây là đường đi vô Tân Hồng nè, đi cửa khẩu tới Vinh Bà. Là đường này là đường ra khỏi thị xã Hồng Ngự, quốc lộ 30. Từ đây mà đi vô Tân Hồng là khoảng 15 km. Đi vô tới cửa khẩu tới Vinh Bà là khoảng 30 km. Bên tay trái của các bạn có một cái cây bông rất là đẹp màu hồng. Đây là cây ô môi. Mùa này là ở miền Tây là bông vô mùa ô môi đó, bông ô môi đó rất là đẹp luôn. Lát nữa mình sẽ ghé một nơi mà có nhiều cây ô môi để mình quay phim và mình chụp hình để up tin cho các bạn xem nha. Cái bông ô môi á, hoa ô môi nó màu hồng hồng, nhìn nó giống như là cái hoa đào vậy đó, cái màu rất là đẹp luôn. Và cái trái ô môi thì nhiều người người ta không biết ăn á, trái nó rất là cứng mà nó là dài mà nó màu đen cứng ngắt luôn. Chẻ ra bên trong thì nó có những cái miếng như đồng tiền vậy, dẹp dẹp như đồng tiền đó. Ăn thì có cái vị hơi đắng ngọt màu đen. Cái hộp ô môi thì mình nếu mà người nào mà biết ăn á, thì người ta sẽ lấy hộp ô môi người ta ngâm với nước lạnh, ngâm tự động là nó sẽ mềm ra và chúng ta ăn được, ăn nó cũng ngon lắm đó. Đây là vô tới cây cầu, cầu này là cầu 2 tháng 9. Mình quay phim nên mình chạy hơi chậm, ở phía sau có chiếc xe, với lại ở trong đường đô thị đó mình không thể chạy nhanh được. Này các bạn coi nè, ở đây là khu vực biên giới nè, thấy chưa, có cái bảng bên tay phải chúng ta nè, khu vực biên giới đó. Ở thị xã Hồng Ngự này á, là người Campuchia đó, người ta đi qua mua bán này kia đồ cũng nhiều lắm, mua đồ vậy á. Với lại bệnh viện Hồng Ngự thì cũng tiếp nhận những bà con người Campuchia qua điều trị đó. Bây giờ tới đây là mình sẽ rẽ phải đi lên cái cầu tránh thị xã Hồng Ngự, chứ mình không có đi vô Tân Hồng. À, ở đây vô Tân Hồng có 13 km thôi. Đây đó, giờ mình rẽ phải nè đó. Chỗ này có cây xăng nè đó, cái cầu mà hồi nãy ở trong cái khu Bờ Đông á, thị xã đó mình gặp á, là cái đường này nè. Ở bên tay trái của mình hiện tại là cánh đồng lúa người ta đã gặt xong rồi, giờ là nó thành đồng khô. Thì bây giờ là tháng 3 rồi, đến khoảng tháng 5 âm lịch, tháng 5 tháng 6 á, là bắt đầu là đồng này nó sẽ có nước. Và cái mùa đó là mùa nước nổi đổ về, thì nguyên cánh đồng này toàn là nước không luôn.
nước nó ngập đến lé mé cái con đường này luôn. Không.